Khả Ngân phản ứng phũ phàng khi Thanh Sơn nên duyên với cô gái khác. Sau phim gia đình mình vui bất thình lình, Thanh Sơn đã tham gia phim mới mang tên mình yêu nhau bình yên thôi. Anh tiếp tục đóng vai một ông chồng trẻ, như lần này còn éo le hơn khi làm một mama boy chính hiệu, cái gì cũng nhất nhất nghe lời mẹ. Nhân vật anh Đức của Thanh Sơn không chỉ nghe mẹ tuyệt đối mà sự nghiệp cũng không đâu vào đâu. Thế nên cô vợ sắc sảo của anh Đức vô cùng ức chế, thường xuyên ra tay tác động vật lý lên chồng mình cho hả giận. Chính vì thế mà Thanh Sơn thừa nhận anh chưa đóng phim nào mà bị ăn đòn nhiều như thế, bị bạn diễn Việt Hoa tát liên tục và còn tát mạnh tay. Trong khi Thanh Sơn đang bận rộn quay phim ở Hà Nội thì Khả Ngân ở thành phố Hồ Chí Minh và một vài lần tham dự sự kiện một mình. Vì Khả Ngân và Thanh Sơn nhiều lần xuất hiện cùng nhau thời gian qua nên có người đã hỏi thăm vì sao cô đi một mình, bạn sụt xịt kia vì sao không thấy. Khả Ngân chỉ biết chống chế rằng sao em biết được. Thậm chí có khán giả còn hỏi hai người khi nào cưới khiến nữ diễn viên phải nhắn nhủ mọi người đừng dí cô và Thanh Sơn nữa. Có thể thấy Khả Ngân có phần né tránh những màn ghép đôi với Thanh Sơn, khác hẳn với trước đây hai người luôn gắn bó với nhau như hình với bóng. Như netizen cho rằng đây là một hành động rất khéo léo của Khả Ngân. Bởi Thanh Sơn hiện đang đóng cặp với Việt Hoa, rất cần xây dựng hình ảnh một cặp đôi ăn ý với Việt Hoa. Nhất là khi mình yêu nhau bình yên thôi phát sóng, thì Thanh Sơn càng không nên tiếp tục gắn liền với Khả Ngân, sẽ làm giảm sức hút vai diễn mới của anh. Chính vì thế mà khán giả suy đoán Khả Ngân hạn chế nhắc đến Thanh Sơn cũng vì muốn tốt cho phim mới của người yêu tin đồn chứ quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt đẹp.